Đối với môn bóng bàn, việc truyền hình trực tiếp luôn gặp nhiều khó khăn bởi nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người với niềm đam mê bất tận, bằng mọi nỗ lực, luôn cố gắng mang đến cho khán giả hình ảnh trực tiếp với những trận đấu đỉnh cao. Tại giải bóng bàn vô địch quốc gia 2017 đã có một người như vậy. Nguyễn Tùng Lâm, hay còn được gọi là Lâm Làng Xét, là một chàng trai vô cùng dễ mến. Và điều đặc biệt là bạn ấy đã tự trang bị cho mình những cái trang thiết bị từ thô sơ cho đến hiện đại. Và có một cái lòng đam mê bóng bàn đến cháy bỏng. Tất cả những cái giải lớn, giải nhỏ, bạn ấy đều có mặt và đem lại những cái thông tin rất là bổ ích và trực tiếp nóng hổi cho những người yêu bóng bàn trên cả nước. Em cũng đã cố gắng đi để có thể ghi hình và tác nghiệp lại để có thể truyền tải được thông tin đến những cái người hâm mộ bóng bàn. Bởi vì thực ra từ trước đến nay thì những cái thông tin cũng như các cái video, các trận đấu rất là ít ở trên mạng. Thì qua những cái việc làm đó thì em thấy mọi người có những phản hồi hết sức là tích cực. Thậm chí là có những người ở nước ngoài họ có thể xem được trực tiếp các cái trận đấu ở các giải vô địch quốc gia. Điều mà từ trước đến nay họ rất là khó có thể tìm được ở trên mạng. Và những cái video đó thì em cũng cảm thấy là nó có một phần làm cho cái không khí bóng bàn của mọi người cảm thấy rạo rực hơn. Và rất nhiều người đã từ những cái video của em xem, họ đã bỏ thời gian và công sức xuống nhà thi đấu để có thể tận hưởng trực tiếp được không khí của các giải đấu bóng bàn. Là người gắn bó với bóng bàn Việt Nam nhiều năm, ông Nguyễn Tiến Hùng trong vai trò trưởng ban thi đấu đi đâu cũng gặp Lâm. Thế nên họ trở thành đôi bạn thân với nhiều kỷ niệm mặc chuyện chênh lệch tuổi tác. Phần vì công việc, phần vì đam mê của bóng nhựa. Đây đúng là một con người đặc biệt, đúng là một con người mà đam mê và nhiệt huyết cống hiến hết cái khả năng của mình cho những người mà đang trông chờ vào những thông tin mà cậu ấy muốn chia sẻ với mọi người. Trong quá trình đi làm việc như vậy thì cái thời gian đầu rất là khó khăn ở cái việc đó là chi phí đi lại. Bởi vì thực ra là toàn bộ những chi phí đi lại cũng như ăn ở, tác nghiệp tại các giải đấu thì đa phần là do tự em bỏ ra và cũng phải hy sinh những cái công việc hàng ngày của mình để có thể đồng hành cùng giải đấu. Tạm gác công việc, Lâm đến với bóng bàn vì người hâm mộ. Người đàn ông này có thể đi đến mọi nơi với mục đích mang những hình ảnh trực tiếp đến khán giả. Bóng bàn là thế, có những con người đặc biệt và Lâm là con người như vậy.